sao đó thôi vậy chú. Vậy hả? Dạ. Đi chị. Nó nằm dưới sình đó chú. Quay dính cô không ta? Có. Dạ. Và thơm tấm thẻ ngay sói luôn các bạn. Đây là bánh mía xúc lạc các bạn. Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng. Em chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em đang đứng ở dưới mấy sông, sông này là sông Mát Bro. Để đi được bờ bên đây qua bờ bên đây thì sẽ có ba cầu đi qua. Xa xa ở kia là cái cầu 30 tháng 4, còn cầu xanh đây là cầu cầu quay hay còn gọi là cầu 247 các bạn. Sông này là sông Mát Bro. Ở đây em gặp một chú đi đi hơi vớt qua cái con trùng chỉ á các bạn. Vớt trùng chỉ là con gì ăn chú? Cá ăn hả chú? Vớt cho cá ăn hả chú? Dạ. Hiện tại thì em đang đứng ở cái thềm này, có thể là ngày xưa là cái nơi mà lên hàng hóa của bà con nè, tập tàu ghe vậy đó, mà bây giờ thì không còn nữa. Đây những cái chốt mà gắn khi ta cặp tàu ghe vô thì cột ở đây. Bây giờ là không còn nữa các bạn ơi. Sông này là sông Mát Bro, ở kia là có cái cầu Mát Bro nha. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm cái bao lâu rồi ghe cổ không có tập trung ở đây nữa? Lâu lắm rồi. Dạ. Lâu lắm luôn rồi, ghe không ghé đây nữa chứ cô. Dạ. Không có đi bằng đường ghe nữa. Dạ, ta đi xe hết trơn rồi. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Lâu lắm rồi các bạn. Mình cũng không biết khi nào. Rồi bây giờ em xin mời tất cả các chú anh chị bạn cùng em đi vô chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng nha. Gần Tết thì nữa đây nè bạn, đây là chợ Hoa Xuân nè. Hôm nay thì có
có chú xe ôm mà đậu ở đây thôi à, chứ không có ai buôn bán đây hết á. Gần Tết thì ở đây đông vui lắm. Đây cô bán cải nè. Chào cô. Cái gì bán được cô? Lai gai, lai gai ha. Dạ. Mình có bán trong chợ mình bán đây không ha? Dạ. Đây rau cải nè. Xin cảm ơn cô nha. Dạ. Bên đây thì bán nước các bạn, bán nước mía. Hồi Tết mình ghé đây thì đông vui lắm, bán dưa hấu nè, rồi rất là nhiều trái cây ở đây. Đây. Phía trước là rau củ quả. Rất là nhiều luôn. Bán sỉ, bán lẻ đều có. Hồi lúc Tết thì mình đi đường ở bên trái các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi đường bên phải nha. Vô bên trong. Đây rất là nhiều rau củ quả nè, rau cải. Cặp mấy đường nên rất là dễ mua nha. Chào anh trai. Cái này bán được không anh? Dạ. Này bông đề, bông điển nè. Cảm ơn trai nhiều nha. Dạ. Dạ. Yeah. Đây chị bán rất là nhiều rau ngon ngon không nè. Rau này là rau nhút nè. Tập tàng hả chị? Bộ này bộ tập tàng. Còn này là con nhút các bạn. Này cặp tàng ngon quá trời ngon nè. Đó. Cặp tàng là đủ thứ loại rau các bạn, chứ không phải là một loại rau nha. Đủ thứ loại rau luôn á. Như rau này là rau độc Bình Bát. Có chút mau không chị? Độc Bình Bát các bạn. Có độc chút mau đó nè. Đó. Còn đây là rau nhút, ăn với bún ngon lắm. Em cảm ơn chị nha. Hôm nay hình như là rau củ quả ít hơn các bạn. Thường mình thấy đây bán nhiều lắm nhưng mà hôm nay thì thấy bà con bán ít hơn rồi. Thưa. Chào cô. Đây. Mắm ớt nè. Đó, bắp chuối nè các bạn. Đó. Hôm nay chợ phía rau củ quả phía trước rất là ít người đi qua lại luôn á. Đây có gì bán dưa leo nè, cà chua nè. Dạ, cái này em thấy như là chợ đây bán thưa hơn lúc trước đúng không? Chưa, ta chưa ra chút nữa. Chưa ra hả? Chưa ra, vậy là khoảng 9 giờ nó mới ra đông hả? Ừ, đông, dạ. Ra là người bán hay người mua chị? Người bán người mua đâu. Bán người mua luôn. Dạ dạ. Tại em thấy có mấy sạp mà không thấy người. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán đắt. Ở chợ Sóc Trăng này thì có người Hoa, người Khmer và người Kinh cùng buôn bán chung luôn. Ở đây thì có bán rất là nhiều cái mặt hàng như là lạp xưởng, tôm khô, bánh bía, bún nước lèo, cá ngát, cá cù đồng và đặc sản Sóc Trăng là cà ri ở đường Phú Lợi nè, bánh cống ở Đại Tâm và bún nước lèo cây nhãn ở đường Lê Lợi. Thì trong ngày hôm nay
Em sẽ quay cho tất cả các chú anh chị bạn cùng xem bún cây nhãn nha, bún cây nhãn ở đường Lê Lợi và nơi sản xuất bánh bía là Tăng Huy Viên. Tại vì bún thì khoảng 9 giờ thì bún mới bán các bạn, nên quay xong giờ này thì mình sẽ đi lại chỗ bán bún để quay bún cho mọi người xem, với lại xong thì mình sẽ đi vô trung tâm bánh bía lần nữa. Chào chị. Chị ở đây mấy giờ người ta đi chợ đông hả chị? Dạ. Giờ này giờ giờ cao điểm đấy ha. Dạ. Sáng giờ chị bán được không? Nè, chị bán gần hết cái sọt rồi nè. Đó, vô định luôn. Dạ. Dạ. Để con quay một lát bán hết ổi luôn. Ổi nè các bạn. 40 đi cân thêm thôi. Ở này mình trồng nhà luôn hả cô? Nhà mà của nhà của ta. Nhà của ta. Nhà cô là cô làm giàu luôn. Dạ. Nhà của cô bán đi lẻ. Còn dạ. Còn đây là táo nè. Táo nè các bạn. Nhỏ trái lớn trái lớn. Cái nào cũng vậy. Để cá bự ăn đầu mùa đi cho nó ngon. Đây là táo đầu mùa hả cô? Ở đây 1 ký nhiêu cô? Cái này 45 ký. Dạ, lấy con nửa ký nha. Hai ký là con ăn tới chiều luôn, chưa hết nữa. Táo ngon hả? Bạn bè con mới giật hết trơn rồi con khỏi. Dạ, con đi có nên à. Dạ. Dạ. Chắc cũng tiền cho con, cái gọt 2.000. Cô lựa cho con hết ý luôn. Dạ, hết ý luôn. Chẳng 25.000 nghe con trai. Dạ. Đây táo bự bự không bạn, nhìn ra nó ngon nè. Mạng đi, lên mạng đi. Đó. Táo này của bà Sáu nè. Táo bà Sáu. Táo bà Sáu á. Táo bà Sáu mà là bà Sáu mua của người ta phải không? Táo đầu con. Dạ. Đưa lên mạng đi cho bà con ở đây đầu mùa lại có nên dạ. Có ngọt nhất luôn. Dạ. Táo táo bà Sáu. Đây là có 25 ngàn. Dạ, để con lấy một trái cắn thử coi. Cắn cái nhỏ của cô nè, có mấy viên nè. Nè các bạn. Là cái táo nè. Con cảm ơn cô. Ngọt ngọt thì sao ơi. Ngon không? Ngon. Thao cái miệng luôn. Dạ. Không sâu luôn. Chứ táo mà mua là khó trồng lắm á. Dạ. Con mỗi ngày con cứ lại đây quay hoài đi, cô vui vẻ luôn. Dạ, con cảm ơn Sáu nha. Rồi. Dạ, Sáu bán sầu riêng đó nè. Sầu riêng 9 cây. Dạ. Đây bên trong mọi người đi rất là đông luôn rồi nè. Bên ngoài thì hơi vắng xíu. Đây băng cam nè. Cam bơ, bơ nè, bơ chín ăn liền các bạn. Đó. Còn bên đây là khóm các bạn, khóm với lại khoai khoai lang. Dạ. Bà đi xin không không có bán số bà. Dạ dạ. Dạ, đây có chú Hành Tho gửi cho bà 200 ngàn nha. Dạ dạ. Rồi, con bà. Cảm ơn bà. Đây cam xanh nữa bạn. Đó. Bên đây cam có để giá luôn nè, 12 ngàn một ký. Rồi 15 ngàn một ký nữa. Đó. Chị ơi, bán em một ký cam nha. Chị lượm em đi, em không biết lượm. Ồ, đây là trái bơ hả chị? Đúng rồi. Trái bơ, đứng là trái xoài không à? Cái nào? Cái này á.
lấy cái này đi. Ồ, cái bơ được lục lạc được luôn nè. Cái hộp ở trong nó nhỏ á. Dạ, hộp trong nhỏ là ngon hả chị? Em lắc ngay lục lạc nè. Lắc quá nó bị chặt. Dạ. Đây bơ nè. Bơ này gọi là bơ gì chị? Bơ sáp. Bơ chỉnh. Dạ. Này là 1 kg 20 ngàn ha. Cái này gọi là có 20 ngàn luôn hả chị? Dạ. Còn bơ này là bơ gì chị? Dạ. 034. Rồi có bao nhiêu tiền? Em gửi tiền. Cái cam sành quá trời ngon các bạn ơi. Đó. Cam sành. Chị ơi, cam này mình lấy ở đâu hả chị? Ở tỉnh nào? Ở Hậu Giang ha. Dạ. Đây cam sành các bạn. Nhìn rất là ngon. Rất là tươi. Em cảm ơn chị nhiều nha. À, sớm giờ mua được 1 kg cam với 1 kg táo. Đây mấy cô bán rau nè. Chào cô. Cô là rau hả? Dạ. Sáng giờ chú bán được không chú? Ừ, tiệm bán, đỡ chú đi. Dạ. Sao tiệm không rồi? Dạ. Lên YouTube luôn. Chú có bán dưa leo nè, rồi bí đao nè. Có đủ món đấy. Đó, đủ món luôn. Cái khu này hình như là bán rau không hả chú? Dạ. À, chú ngày nào cũng bán chứ hả? Ngày nào cũng bán hết á. Dạ. Bán cửa ngày á. Dạ. Rau vậy là chú lấy ở đâu hả chú? Rau lấy từ nhà lại, từ vườn lại. Về vườn là? Ở tỉnh khác là tỉnh Sóc Trăng luôn. Từ quê lại. Dạ. Sóc Trăng á. Dạ. Nhà chú gần đây hả? Nhà ở bên Đại Tâm á quê. À, Đại Tâm. Dạ. Đại Tâm qua đây bao xa lần chú? 10 cây số à. 10 cây số. Dạ. Là sáng chú ra đây sớm hả? Ừ, sáng lại tới đấy rồi. Dạ dạ. Rồi có con chú bán bán đắt nha. Đó đây mấy cô đó nè. Dạ. Em quê ở An Giang, An Phú. Dạ, An Phú, An Giang. Quá là nhiều rau luôn các bạn ơi. 25.000 đây. Bên trong là nhà làm chợ, trung tâm thành phố Sóc Trăng nha. Ở bên ngoài thì bán quá là nhiều rau củ quả luôn các bạn ơi. Đây bán trái cóc mà các bạn. Trái cóc bự chà bá luôn nè. Đó. Trái cóc nè. 15 ngàn 1 kg. Quá nhiều cóc luôn. Đó. Cóc 15 ngàn 1 kg. Bán tăng muối luôn hả chị? Dạ. Muối tính tiền hay 10 ngàn? Đằng ông guốc là 15 ngàn. Đó. Cái cốc quá trời bự luôn nè. Dạ. Bự hơn cái cầm tay nữa nè các bạn. Đó. Nè. Dạ. Tặng guốc thì 20 ngàn. Đó. Quá cho nhiều cái cốc bự luôn rồi. Nhìn thấy ha các bạn. Cốc này ngọt hả chua chị? Ngọt. Ngon ngọt ha. Dạ. Để mình lại nhờ chị gọt cho một trái ha. Đây là trái xoài non nè.
bán món chua chua không à. Đó, còn đây là táo nè. Đó. Táo quá trời ngon luôn các bạn ơi. Rất là nhiều trái cây tươi ngon. Rất là ngon luôn nha. Còn đây là dưa lưới bao ngon. Đây bạn trái dưa lưới chảy ra nè. Đó. Dưa lưới ở ngoài được bao lưới này bạn. Đó. Việt của ai chị? Dưa lưới Việt Gáp hả? Việt Gáp. Dạ. Xuất xứ là Ninh Thuận. Việt Gáp. Việt Gáp. Dạ. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, rất là ngon. Đó. 1 kg là bao nhiêu vậy? 1 kg 50 ngàn. Trái này chắc hơn 1 kg hả? Trái cỡ 1 kg à, 1 kg hơn 1 kg à. Dạ. Đó. Xì xòi măng cục nè. Ở đây măng cục trái bự hơn trái hôm qua em quay ở Mỹ Hiệp nữa. Ở Hiệp Phụng. Phụng Hiệp chứ. Ngày qua em quay ở chợ ngã 7 Phụng Hiệp. Nè giấm măng cục nữa bạn. Trái rất là bự luôn. Chị ơi. Chị ơi. Mình sẽ mua 1 kg măng cục các bạn. Hôm qua mình mua mình ăn hết rồi, bữa nay mình mua lấy 1 kg măng cục nha. Cái này là chị bán trái cây nhiều chưa? Cái này là chị bán nhiều chưa? Giờ này hả? Chị bán được cũng ít chủ rồi. Dạ. Cảm ơn chủ. Là tháng nào là để bán cái khác hả? Có gì nữa. À, tùy theo mùa. Dạ. Mùa nào có trái cây nào mình bán không? Dạ. Nữa. Mùa này thì có măng cục với lại dưa lưới ha. 1 kg. Chị có dao không? Có chứ. Chị cắt cho em trái em quay nha. Cắt giùm em cái này này. Em quay cho mọi người xem. Thì tốt rồi mình quay lên bán đắt luôn nha. Rồi, cảm ơn. Rất là ngon. Wow. Cho em mượn vỏ. Đó. Đây, cái vỏ nó phía sau là có 6 lá các bạn. Thì phía trong dạ, phía trong nó sẽ có 6 muối nha. Nè, các bạn đếm đi 6 muối nè. 1 2 3 4 5 6 muối. Có một muối rất là bự. Đó, mời cả chú chị bạn cùng em ăn măng cục nha. Rất là ngon luôn. Cái ruột trắng tinh nè. Ăn cũng rất là ngon luôn các bạn. Ngon. Rất là ngon luôn các bạn. Em định ăn cóc mà sáng ăn cóc chua quá không nổi. Ăn cóc thì chứ chưa mới ăn được. Dạ dạ. Dạ. Ôi đây. Cái bọc cam với bọc cáo thì có ai vậy? Của em á. Tưởng thường em đó cái lộn quên. Nhà chị gần đây không? Gần. Dạ. Nhà chị phường 8 này đó. Phường 8. Gọi của em 35 ngàn hả chị? Nè em thấy chị bán rất là vui vẻ, chị bán rất là nhiều luôn á. Em có tiền chị? Cho em về ăn một con chỏ không có thành trời. Nghe này kẹt xe luôn các bạn. Kẹt xe bên chợ gom này luôn. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Ở đây chị tên gì ha? Tên Xuân nha. Chị Xuân. Dạ, chị Xuân. Rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại chị Xuân. Rồi, cảm ơn. Cái bầu, hai bầu trái cây với bầu quăng cục đi. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Đây bạn, trung tâm thành phố Sóc Trăng, nhà làm chợ. Thì theo em nhìn tổng quan thì chợ này có 3 khu các bạn. Khu phía trong hết luôn là khu A, chính giữa là khu B và cùng là khu C. Khu A thì bán thủy hải sản, khu B thì bán thực phẩm tươi sống,
còn khu C bên đây á là bán rau củ quả nha. Nhưng mà em thấy rau củ quả thì phía sau lưng em thì rất là nhiều, nhiều hơn bên trong nữa. Bên trong chủ yếu là thực phẩm tươi sống, cá nè, rồi hải sản nè. Đây đây là chỗ rửa xe. Dạ, 2 ngàn tôi thích gì nào cứ đi chợ gần ghé là chọn lựa một món đồ xài biết không ạ. Hôm nay được sự tài trợ bên cái hàng công ty Sephora vậy tài trợ cho mình là đồng giá 22 ngàn một món ạ. Có giá trị mình chọn như là nước giặt đồ, nước xả đồ, là sàn nhà, là kính, là bếp, xịt phòng, tẩy trắng đồ. Đây là không khí phía trước nhà làm chợ nha. Rửa chén xong bằng tay cũng là đồng giá 22 ngàn. Sẽ đi vô hướng bên này trước. Bên này có cô bán khoai lang nè, rồi bán thịt nướng. Bên này là khu ăn sáng các bạn, để cái đây ăn sáng ăn bún thịt nướng nè. Đây cô gánh gánh rau đi bán. Cô ơi, cô gánh rau xa không cô? Dạ. Cô gánh ở đâu lại? Ở làng Nguyện Lực. Thì hả? Ở làng Nguyện Lực. Làng gì? Làng Nguyện Lực. Nguyện Lực hả? Dạ. Vậy là mấy cây cô? Hả? Mấy cây là số lần? 4-5 cây dạ. Dạ. Là rau này là cô trồng ha? Rau này trồng. Dạ. Dạ. Cái này là Bình Bát hả? Không có. Đó là nhãn lồng. Dạ, nhãn lồng. Nhìn nó giống Bình Bát quá. Đây là đầu nhãn lồng các bạn. Một bó là nhiêu tiền cô? Bó 5 ngàn à? Dạ. Cải là một bó nhiêu tiền cô? Cải này bán có 10 ngàn. Dạ. Sáng giờ có bán được mấy bó rồi? Sáng giờ bán được mấy bó rồi. Dạ. Vậy là ngày bán được khoảng 100 ngàn không cô? 100 ngàn. Tiền lờ à? Lờ hay là vốn mình có luôn? Cái này không có vốn, không có gì hết trơn. Dạ. Cái này cải thì có mấy chục ngàn à. Dạ. Mấy ngàn là trồng được lớn ha? Dạ. Còn đây là rau... Dạ, dịch tàn. Dạ. Này lá bát. Thấy không? Dạ. Còn đây là rau chay. Đó các bạn, rất là nhiều rau ngon ngon mà. Còn đây là nhãn lồng nữa nè. Đó. Còn lá đỏ đỏ này là rau dền hả cô? Dạ. Dạ, đây là rau dền các bạn. Rau dền ha. Đó. Một gánh này là bao nhiêu ký cô? Nặng, có thấy nặng không? Nặng. Dạ. Cô ơi, hôm nay con tặng cho cô phần quà nha. Chú Thành Tho gửi tiền cho cô. Tặng cho cô phần quà cho cô vui. Dạ. Dạ, rồi. Cô khỏe nha cô. Dạ. Dạ, rau này là rau gì cô? Rau ngổ. Rau ngổ với rau đắng hả? Rau đắng rồi. Dạ. Dạ chắc con không có mua rau, con hỏi thăm cô thôi. Cái này là cô hái hay là cô trồng? Hái bình ơn. Dạ. Hái bình ơn đó. Hái bình ơn nè. Dạ. Đây rau ngổ rất là ngon nè, rồi rau đắng nè. Rau đắng thì ăn với cháo hả cô? Với cháo. Với cháo ngon lắm. Ngon. Dạ. Nhà cô ở đâu lần cô? Đi. Dạ. Gần xịt ha. Dạ. Cô thường đi bán rau không hả? Ừ. Dạ. Để con tặng quà cho cô nha. Đây chú Thành Tho gửi tiền cho cô để cho cô bán rau. Dạ. Rồi con đi nha cô. Đây bạn trung tâm thành phố Sóc Trăng. Và wow, trong bà con đi chợ đông lắm kìa.
Ở bên đây em gặp một bà đang ngồi đi xin nè. Em qua tìm hiểu hoàn cảnh của bà nha. Bà ơi, bà ăn sáng chưa? Chưa. Dạ, chưa ăn sáng hả? À? Bà thường ăn sáng gì bà? Thôi khỏi. Không ăn sáng được không bà? Không ăn. Dạ, bà đi xin ở đây ban ngày hay là ban đêm nữa? Trời ơi, đi chút về con chút, ơi. Chút về ha. Dạ, nhà bà gần đây không? Cà Mau lận. Ồ, Cà Mau lận. Rồi lên đây ở với ai bà? Đi ở đậu ta. Ở đậu hả? Có tốn tiền trọ không bà? Ông đã chết. Thằng con trai chết. Con nhỏ thứ năm đau chết. Dạ. Vậy giờ bà sống bên đây luôn hả? Bây giờ ở đậu đây rồi. Dài ngày chừng nào ngoại 100 tuổi ngoại về xứ à. Dạ. 100 tuổi là ngoại gì xứ? Bây giờ ngoại được nhiêu tuổi rồi ngoại? Ngoại còn nhớ không? Quên. Quên luôn rồi. Dạ. Rồi hàng ngày ngoại ăn cơm ở chỗ ở luôn hả? Hay là ăn cơm mua. Tiệm? Dạ, ăn cơm hộp ha. Dạ. Mua. Ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại cũng không nhớ luôn. Dạ. Hôm nay con gửi quà cho ngoại nha ngoại. Hôm nay thì có anh Nghĩa bên Mỹ gửi tiền cho con để cho ngoại à, con gửi ngoại 500.000 nè. Nè ngoại cắt chưa đi? Cho nhiêu? 500.000 rồi cắt cho liền đi. Cho ngoại 100 đi. 500.000 á. Ngoại 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 cắt chưa đi? Đừng có xe ra. Dạ. Anh Nghĩa nào vậy? Dạ ở bên Mỹ ngoại. Rồi cho 500 thôi, không có cho gì nữa hả? Dạ. 500 ngoài ăn đúng không? 500 chưa ngoài đâu. Về chiều đi chích, chích bữa nào cũng chích hết. Chích thuốc gì ngoài? Bác sĩ chích cho ngoài. Mà bị bệnh gì ngoài? Đủ thứ chích mỏi lê sụn. Dạ. Thôi ngoài khỏe nha. Con về khỏe nha. Dạ. Mày ở đâu lận? Con ở An Phú, An Giang. Rồi con đi nha ngoại. Cho ngoại trăm nữa. Dạ. Cho ngoại trăm chiều ngoại. Con đi dành cho người khác nữa. Cho ngoại trăm đi chiều ngoại. Dạ, con đi nha. Dạ. Dạ. Cô bị gì cô ngoại? Cô bị gì cô? Dạ con bệnh tai biến con. Dạ. Rồi đi bán số nữa ha. Dạ. Dạ. Bán mấy dạ. Dạ. Con gửi cho cô 400.000 của anh Nghĩa để cô mua thuốc uống ha. Dạ. Dạ dạ. Rồi con đi nha ngoại. Bye bye ngoại. Dạ. Dạ. Đi cô ơi. Dạ. Ô cô bán bánh tét hả? Ồ bánh tét đó nè. Bánh này bánh lá chuối hả? Bánh lá chuối hả cô? Bánh lá chuối. Dạ. Rồi bánh lá chuối ha. Dạ. Em đang đứng ở khu này là khu C các bạn, bán rau củ quả. Bên trong thì bán đường, tiêu, tỏi, bột ngọt, nước màu. Ở đây bà con đi chợ thì đi chạy xe luôn nha, chứ không có gửi xe. Nên mình đi di chuyển hơi khó xíu. Hôm nay thì có chú Thành Tho có gửi gắm cho em là 50 phần gạo để tặng cho bà con bán vé số ở chợ Sóc Trăng này. Chút xíu nữa em quay chợ này xong thì em sẽ đi phát phiếu cho 50 cô chú anh chị bán vé số khó khăn ở đây. Cái sạc này các bạn. Nè cho em quay cái sạc xíu nha. Dạ. Dạ. Cái lốc này lốc đồng hả chị? Lốc đồng. Dạ. Cái này là cá sặc. Đó. Cái sặc này nấu chua ngon lắm nha. Cá này mình mua hay là mình mua lại ha? Dạ. Cá đi kiếm mình mua cái. Dạ. Này cái sặc rất là ngon các bạn.
Dạ. Bán cho em 200 gram cái cá sặc ha. Ủa 200 gram hả? Dạ. Đây cá lóc nè. Nước kho gì? Em cũng chưa biết nữa. Chắc em mua tặng cho cô nào đi bán số về kho ăn quá. Kho đây lượng ngon ngon. Dạ. 200 thôi hả? Dạ, 200 gram. Cái sặc này mình ấy mình tái cũng ngon nữa các bạn. Tái chanh. 20. Dạ. Dạ, cho em gửi tiền. Em cảm ơn chị nha. Đây là khu C nữa các bạn. Đây là khu C, khu quả các bạn. Dạ. Khu C các bạn, bán gạo khu quả bên trong. Ở phía sau thì bán cá rất nhiều phía sau các bạn. Giờ này là giờ cao điểm rồi. Xe cộ đông quá đông luôn. Đây là khu B nữa các bạn. Bây giờ phía bên trái mình cũng có bán rau củ quả bên đây. Đi ra đường này cũng có rất nhiều cô chú bán bên đây nè. Đó. Dạ. Chú bán gì số vậy chú? Dạ. Dạ, chú không bán số hả? Dạ, tay biến không bán được, chú đi đâu có được, tay chân. Dạ. Chú bị lâu chưa? Bệnh lâu chưa chú? 12 năm rồi chú. 12 năm hả? Dạ. Dạ. Hai con cũng thay mặt cho anh Nghĩa tặng cho dạ. Chú 400 ngàn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi gửi chú nè. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Rồi chú khỏe nghe chú. Dạ. Chú quay chụp quay chụp. À, ở đây cô bán thịt nè. Dạ con là đây đó anh Giang. Anh Giang rồi làm nước quay rồi phải không? Dạ có. Dạ. Đây. Dạ. Dạ, đây đó anh Giang. Tết có lại quay á. Dạ. Thịt này là thịt gì cô? Thịt kim tiền. Thịt kim tiền. Dạ, nó giống cái đồng tiền ha. Ủa trắng trắng. Trắng trắng là miếng gì cô? Củ cải ha. Đó, rất là ngon các bạn. Cái này gọi là thịt nguội nha cô. Thịt kim tiền kê. Thịt kim tiền kê. Đó. Đặc sản của Sóc Trăng ha. Dạ. Mộc sâu. Đó. Để con quay làm xíu bán hết trơn luôn à. Mộc sâu là nhiêu tiền hả con? Sâu 50. Sâu 50 ngàn các bạn. Con này là bán lâu hả cô? Lâu rồi, bán rồi. Dạ. Đây, rất là ngon các bạn. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Thịt heo quay nè. Đó. Chợ này hình như là ngày nào cũng rất là đông vui các bạn. Ngày thứ cũng như là ngày thứ bảy chủ nhật sẽ đông hơn nữa. Chị ơi, chị có đồ nha.
dạ sắp sửa quay tới. Ừ. Đó. Bán đấu mà đi luôn. Cô bán gì cô? Bông chú bào. Bông chú bào. Ừ. Dạ, đây bông chú bào đây. Muốn ăn trộn cỡ gà thì dạ. Cái gì quẹo vô đây. Đó. Cô thứ mấy cô? Cô thứ mấy? Thứ 7. Dạ, cô 7. Cô 7 bông chú bào. À, ba khía này của cô luôn hả? Ừ, ba khía luôn. 150. Dạ, ba khía nè các bạn. Ký 150 nha, cô 7 bán. Cô 7. Hồi Tết cô có quay hết lần mà có quay dính cô không ta? Có. Đó, rồi giá nè. Bởi vậy ở nước ngoài người ta nói thấy tôi nữa. Dạ. Cô 7 quay quen ai nước ngoài không? Hả? Có quen ai nước ngoài không cô 7? Có hả? Dạ, có luôn hả? Giờ quay đại đi. Dạ. Có ông nào vừa ý thì đưa nó đi luôn đi. Dạ. Có chú nào vừa ý thì đưa cô 7 đi luôn. Ừ, giờ đang giá nè mày ơi. Dạ. À, cô 7 ngày đang bán đây luôn hả? Ừ. Dạ. À, đây là gà muống nè. Gà muống này cô 7 bào hả? Gà muống để ăn bún riêu. Cô 7 bào hai bào cô 7? À, muống không à, mình làm dạ. Nó có kịp. Đó bạn đây gà muống nè. Còn đây là bắp chuối. Nó xin lỗi là cây chuối. Gọi là ghém hả cô? Ừ. Cây chuối bằng trắng tươi à? Chuối hộp nó mới trắng. Chuối hộp thì nó trắng hơn chuối chuối sim. Chuối sim thì đen hơn. Sim thì nó đen rồi. À, cô kém trồng Mỹ à mày. Cô 7 ở chợ Sóc Trăng nghe cô chú anh chị các bạn. À. Rồi có nhớ là lên YouTube về live stream tôi đi. Dạ. Con cảm ơn cô 7. Ừ. Đây mấy cô bán thịt với bán cải nè. Chào cô. Chào cô chào chị. Nửa ký 7 ngàn nữa hả? Wow, dưa leo quá trời ngon luôn nè. Dưa leo này gọi là dưa leo mua. Dưa mắm. Dưa mắm. Dạ, dưa leo mắm. Đó mà, rất hấp dẫn. Ở chợ Sóc Trăng này là đặc sản là gì hả chị? Ở Sóc Trăng là đặc sản là gì? Ờ, đặc sản dưa mắm Sóc Trăng. Mình bán gì là mình đặc sản cái đó ha. Rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Hôm lắm chị ơi. Chợ này mà buổi sáng đông vui lắm các bạn. Anh thấy bán tới bằng đêm luôn á. Đêm hôm thì em đến đây cũng 6 mấy giờ. Thì em có chạy ngang chợ này. Bằng đêm bán cũng đông lắm. Chợ cá bán tới tối luôn á. À, đây là khu A các bạn, thủy hải sản. Chưa có chưa cô. Đây cô bán bạch tuộc với mực nè. Cô ơi cho con xin phép quay cái nghe cô. Quay thôi em, quay mặt. Đây bạch tuộc nha các bạn. Bạch tuộc. Còn đây là mực mực ống. Mực ống với mực lá. Dạ. Đây mực lá bự quá trời bự luôn rồi. Mực con này 1 ký bao nhiêu hả chị? Dưới 240. Dạ, dưới 240. Đó. Ở bên này cũng có nhiều cô bán cá đồng nữa nè. Cá cơm. Cảm ơn cô, cảm ơn chị nha cô. Hình như là ở đây bà con tận dụng từng cái hẻm luôn các bạn, thì mấy cô vô đó bán. Cô ơi, ở đây mình gặp một cô đi xe lăn nè. Mình gửi tiền cho cô. Cô ơi, con thay mặt cho anh Nghĩa gửi cô 200 ngàn nha. Dạ. Dạ dạ. Bí xin của em thiệt á. Dạ. Bí gì cô? Có quay không? Có quay thì quay đi. Quay thôi. Cô bí gì cô? Bí khó. Dạ.
Thôi để con gửi cho cô 200 ngàn để cô mua thuốc ha. Ừ, rồi. Đây có anh Nghĩa gửi cho cô, anh Nghĩa bên Mỹ gửi cho cô. Dạ, dạ. Cô bán vé số. Và đây cô bán măng các bạn. Mình quay chợ cá này xong á mình đi lại mình mua gạo nha các bạn. Chợ cá này thì cái mặt đường nó hơi ướt xíu. Dạ. Con quay lên YouTube. Ở đâu cũng coi được trơn đó cô ơi. Dạ. Dạ cô về tìm đây đó An Giang là gặp con à. Đây đó An Giang. Dạ, đây đó An Giang. Là mở thấy hết trơn hả? Dạ dạ. Cô bán cá lóc không hả cô? Bán cá lóc không. Dạ. Cá lóc nè. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Cậu quay bên đây đừng đi thiền, bên đây Út Hiền quay luôn nha. Dạ. Út Hiền ha. Dạ dạ. Ở đây chị bán tôm nè. Sáng giờ bán được không chị? Đắt ha. Dạ, qua wow, tôm tôm thẻ nhảy sỏi luôn các bạn. Bữa nay bao nhiêu ký hả chị? Bữa nay bao nhiêu ký? Dạ. Dạ, 150. Rồi, em quen lắc bán hết nha. Dạ. Quen là đây đó An Giang. Dạ. Chào nữa rồi. Rồi, xin chào. Có quay cái học chưa? Dạ, có. Có. Có quay luôn, đầy đủ luôn. Có nói là bạn anh test là nó hay ngày là còn test chứ còn như vậy. Dạ. Anh bán sắp hết cá luôn hả? Ủa cái này là cái gì anh? Cá chét hả? Cá chét hả? Dạ đúng rồi. Anh bán con loại cá này hả? Không có đủ thứ cho em là. Dạ. Dạ. Mà bán hết ha. Dạ. Đó. Bên đây rất nhiều tép. Tôm thẻ bữa nay 1 ký là 150.000 các bạn. Đây là chợ cá. Wow, cá lóc bay ngoài luôn rồi. Anh ơi, cá lóc bay ngoài nè. Đồ nó vô nha. Wow, cá biển nè các bạn. Đó. Dạ. Cá biển cũng rất là tươi các bạn. Cá cha. Cá chê. Cái chè uống nu à. Rồi mình đi tới tấp đây các bạn. Bữa nay cho giải 1 ký 25.000. Càng hết mùa cho giải chưa ta? Mới vô hả? À. Cái giải nha, mình mua trái xanh hay là trái đỏ nó ngọt hơn ta? Trái đỏ ngọt anh. À. Cái giải bữa nay rẻ các bạn, ký có 25.000 à. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Wow, ở đây là cá quá trời nhiều cá luôn nè các bạn. Cá chê, cá lóc, cá cha. Đó. Wow, quá nhiều cá luôn. Bạch tuộc nữa nè.
cá đuối. Chào anh. Đây cá đuối các bạn. Anh ơi cho em xin phép quay cá đuối nha. Dạ, cá đuối nha các bạn. Cá biển. Rồi, chúc anh bắt đắt nha anh. Rồi, tới đây là cuối chợ cá đó các bạn. Ở đây có một dãy nhà. Dãy nhà này rất là đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng cái tiệm gạo, mình mua 50 phần gạo cho chú Thành Tho nha. Ở cuối chợ thì em có gặp một chị bán vé số nè, thì chị cũng có tâm sự với em là có ba bị bệnh tai biến. Là chú có đi làm gì nữa không chị, hay là nằm chỗ thôi? Nằm một chỗ, làm giờ đi vô cũng ăn đút nữa. Dạ. Chú bao nhiêu tuổi hả chị? Dạ 56. Dạ 56 tuổi. Dạ. Dạ. Chị đi bán vé số còn nuôi ai nữa không chị? Nuôi cha không rồi chứ nuôi con. Dạ. Rồi anh đâu chị? Đi làm bằng hồ. Dạ, anh làm hồ. Nhà chị gần đây không? Ở chùa Bốn Mặt. Ở chùa Bốn Mặt. Dạ. Ở đó là mình người ta thường hay tìm chị là người ta sẽ nói tên gì chị là tìm được chị? Tên bằng cha dạ, thì tên mẹ tên Lý Thị Hồng Hoa. Dạ. Cha thì ông quên này. Chị có tâm sự với em là muốn xin một chiếc xe lăn cho cha. Chị đi bán vé số một ngày được bao nhiêu tấm hả chị? Ngày hơn 100 mấy cũng có. Dạ, vậy là đủ sống không? Không đủ đâu, chứ khi nó đi đút cơm cho cha nữa. Dạ dạ. Rồi anh đi làm ngày nào cũng về hả? Dạ. Chiều mới về. Chị có mấy đứa con hả chị? Hai đứa, dạ có hai, một đứa, dạ có hai đứa nữa. Dạ. Thôi em cũng thay mặt cho anh Nghĩa để tặng cho chị là 500 ngàn nha. Anh tặng chị 600 ngàn nè. Chị để dành tiền mua xe lăn cho chú nghe chị. Dạ. Dạ. Dạ em dùng dành để cho con heo được 3 triệu để mua cho ổng á. Dạ. Đi. Vậy đây chị để bỏ con heo đi được 3 triệu thì mua xe lăn cho chú. Nè em gửi chị 600 ngàn của anh Nghĩa. Dạ, một lát nữa em cho chị phần gạo nữa nha. Đợi em xíu. Tiệm gạo Thành Tín nè các bạn. Đây là phía sau chợ nha. Phía sau chợ Sóc Trăng. Phía sau chợ Sóc Trăng em thấy có bán nhiều trái cây lắm các bạn. Trái cây ở đây không có thua gì ở bên Đồng Tháp đâu nha. Rất là nhiều luôn. Trái giải chôm chôm. Chôm chôm ở đây 20 ngàn một ký. Đây tiệm gạo Thành Tín đó các bạn. Anh ơi, bán cho em 50 túi gạo anh. Gạo này bao nhiêu một ký vậy anh? Gạo 11. Dạ, 11 ngàn hả? Dạ. Anh lấy cho em 50 phiếu nha. Rồi, đây có luôn. Dạ. Rồi, tên Bùi Pháp đó. Dạ, là cái gạo nào vậy anh? Gạo thường thường là thông dụng đó. Dạ. Cái đó là từ thiện nhiều á. Dạ. Gạo đó là ăn ngon đó phải không? Dạ dạ. Vậy lấy em 50 phần nha. Dạ, đây là 50 phiếu gạo của chú Thành Tho gửi gắm cho em để phát cho bà con mấy cô mấy chú mà anh chị bán vé số khó khăn ở trong chợ Hấp Chăng nha. 50 phiếu. Ở đây mình trở lại thì có gặp cô lần trước mình có giúp đỡ cô. Cô bị bệnh tai biến. Dạ. Bữa bị bọn ấy 37 tờ. Bị người ta gạt hả cô? Dạ. 0147. Cô ơi, con thay mặt cho anh Nghĩa bên Mỹ tặng cho cô 200 ngàn nha. Dạ dạ. Cái cơ cầu cái cơ hở mà. Dạ, con á.
vậy đó hả? Dạ dạ. Bà thơ cứ gửi nước ngoài nữa. Dạ. Cái hình như kỳ hôm chụp cái nước ngoài á, cái mấy người mà quen á. Dạ. Ta thấy hình. Dạ. Dạ rồi, cô khỏe nghe cô. Dạ. Dạ dạ. Rồi bán hết số cho bà. Dạ. Dạ. Bye bà nhận gạo được không? Nhận bà lại. Không, tại vì người ta cho con người già và cả con lơ. Nhận lại. Dạ. Đây con thay mặt cho anh Nghĩa bên Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Gửi cho bà 400 ngàn nha. Dạ. Bà nhận gạo được không bà? Hả? Con có 10 kg gạo. Dạ. Con tặng cho bà mà bà có ai chở về không? Xe ôm. Dạ. Thì đó bà kêu xe ôm chở ai chị xe ôm. Ai vậy vậy? Dạ. Mai người ta đang quay sao kêu được. Thấy không? Cảm ơn cô. Dạ dạ. Dạ để con tặng bà phiếu gạo nữa nha. Thấy gì nó dẫn bà lại. Thấy ảnh cho nó dẫn bà. Nha bà. À. Đây là phiếu gạo chút xíu nữa là lấy cái gạo của bà khoảng khoảng 20 phút nữa. Nghe bà. Nửa tiếng nữa mà bà kêu xe ôm á chở bà lại đặng. Chỗ nào nè. Thành Tính. Thành Tính. Dạ dạ dạ. À, dạ hôm nay con đến đây thì có chú Hành Tho có gửi cho mấy cô một phần mỗi người một phần gạo nha. Thì con sẽ lấy phiếu rồi cô lên đây cô lấy gạo xong cô đi về luôn ha. Dạ. Dạ rồi, cô lên nhận gạo cô. Dạ để lát xong mấy con một phải sao ha. Dạ này, cô con. Dạ, đây là ba phiếu của chú đánh dùm cho mấy cô ngồi xe lăn hồi nãy. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Cảm ơn con. Dạ. À, của chú Thành Tho. Thì của anh Nghĩa trong đây là 600 ngàn nha. Còn mấy phần nữa em? Đây con chú xe lăn đi nè. Chú con gửi chú nè. Con để đâu chú? Để phía sau ha. Dạ rồi, con chú nha chú. Dạ. Rồi chị đưa phiếu với em lên nhận gạo với em nha. Rồi cảm ơn. Rồi. Dạ dạ chú nhận gạo con. Lãnh dùm được không chú? Lãnh dùm được. Dạ chú. Dạ 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 được. Lãnh dùm cho bà già luôn nè. Bà già. Dạ rồi. Dạ dạ. Ấy nổi không không? Nổi nổi. Dạ dạ. Một phiếu một túi. Rồi cô nhà gặm con nha. Dạ rồi. Dạ dạ. Cô nhận gạo không con? Bà này dắt đi nè. Dạ. Dạ dạ. Bà không có thấy đường bà này bà dắt đi. Dạ lấy cho con này bao túi mang luôn đi. Không có thấy đường người ta chỉ ra đây bán dạ. Trong chợ đó. Dạ dạ. Vậy là tổng cộng là 54 túi. Lấy thêm túi nữa. Dạ, tổng cộng là 54 túi. Rồi cảm ơn nha. Dạ rồi.
Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Cô bán rau hả? Cô bán rau hả? Dạ dạ, chị con cho con phiếu nữa nè. Dạ. Có gì hỏi không? Mày nói không? Cô bán rau nè các bạn. Cô hai chị em hả? Hai chị em, cảm ơn cậu ấy. Dạ dạ. Nó bệnh tâm thần á, nuôi nó mệt lắm, không biết gì đâu. Dạ dạ. Cô ơi, con gửi cô 200 ngàn nè. Dạ. Cái này thịt mấy 20. Dạ. Dạ. Sáng giờ cô bán còn nhiêu hả? Được có 15 ngàn. 15 ngàn hả? Ở bên đâu dài cho bán nữa. Dạ. Nhà cô xa đây không cô? Qua chùa Đất Sét. Chùa Đất Sét là? Ừ. Dạ. Rồi cô về khỏe nha cô. Cô về khỏe nha. Ừ, dạ. Dạ dạ. Rồi cho con nhận phiếu nha con. Cảm ơn. Dạ. Dạ con nhận phiếu nha. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ rồi, nhận gạo không con nha. Dạ. Cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ. À, em phát xong 50 phần thì có phát sinh thêm 6 cô chú rồi. Thì em xin trích số tiền của anh Bình ra là 6 phần gạo để tặng cho 6 cô chú còn lại cuối cùng. Em ơi, nhờ em đem 6 phần gạo ra cho cô chú. Đứng lên. Dạ. Rồi, cảm ơn nhau. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Mỗi món mấy cậu có cho thêm nha mấy cậu. Dạ dạ. Rồi con gửi cô. Em cảm ơn nha mấy món. Dạ dạ. Rồi con gửi cô nha. Cảm ơn thiếu rồi chứ ơi. Rồi. Quanh tổng cộng là 61 phần. Thì mỗi 1 kg là 11 ngàn. Thì là 6.710.000 đúng không? Nãy anh dàn cọc hết 1 triệu rồi. À, vậy là còn lại là 5.710.000. Rồi anh điếm anh ấy. Thì trong đây là của chú Hành Tho là 5.2. Của anh Nghĩa bên Mỹ là 600.000. Của anh Bình là 910.000. Rồi cảm ơn anh nhiều nha anh. À, và trong ngày hôm nay thì em sử dụng số tiền của chú Thành Tho, anh Nghĩa và anh Bình để tặng gạo cho bà con ở đây. Bây giờ em sẽ đi lại đằng quán bún nha, quay cho cả chú anh chị bạn xem quán bún cây nhãn đặc sản Sóc Trăng. Đây cuối cùng em cũng đã tới được quán bún nước lèo cây nhãn đặc sản của Sóc Trăng nha chú anh chị bạn. Ở đây có cây nhãn rất là to đây nè. Cây nhãn này chắc cũng lâu năm á. Em chào chị. Đây bún nước lèo cây nhãn các bạn. Ở đây bán mấy chục năm ha. Hả cô? Năm à. Dạ dạ. Bốn mấy năm rồi. Bún thì gồm tôm các bạn. Đó. Tại em nghe nói lâu lắm rồi bữa nay mới xuống đây. Em nước lèo đó. Cho đầy đủ. Dạ không em đi cái bên nè. Dạ. Dạ. Bún nước lèo cây nhãn các bạn. Đặc sản của Sóc Trăng. Đây bán mấy chục năm luôn rồi. Mình trụng cho ghém nó gọi nó chết trước ha. Em nghe có mùi mắm không phải không chị? Mắm. Phải mắm hả? Có mắm rồi. Dạ. Nãy giờ chưa ra hả? Dạ chưa. Em tới đây lần thứ hai em mới biết. Ngon cái cá dày thòn luôn.
cho em một tô đặc biệt nha. Này là thịt hay quay hả chị? Có ớt nữa bạn, rồi hẹ nữa nè, rồi ăn chanh chứ. Ngon, cái này ngon nha. Đây các bạn cũng ăn thêm đầu cá thì có đầu cá nữa nè. Đây là nước chấm có me hả chị? Dạ. Dạ, chấm giấm với mắm các bạn. Tôi cần bỏ vô ớt luôn. Này cá lóc nè. Đó, yên tô luôn. Chị làm miếng thịt cá nó dài thòn à. Miếng cá nó dài lắm các bạn. Chứ không phải là nhỏ như mà những cái quán bún khác. Thấy quán bún khác thì miếng cá nó nhỏ hơn chị. Dạ. Một tô là bao nhiêu hả chị? Dạ, một tô 40 ngàn các bạn. Cây nhãn này chắc mấy chục năm hả chị? Cây trước nó sống được bao nhiêu năm hả chị? Mấy chục năm à. Dạ. Cây này mới 25 năm hả? À. Nó có trái cũng nhiều hả chị? Cũng ít à. Dạ. Ở đây có ai bán, có tiệm nào bán giống mình không ta? Nhiều quá. Dạ. Nhưng mà mình tiệm mình thì bán đầu tiên hả? Không, tiệm của không gành đó, mấy tiệm kia hả? Ít kia mà không gành. Dạ. Nhìn tô bún thèm lắm các bạn. Cho em tô đặc biệt nha. Dạ. Có bán chả giò nữa chị? Với cuốn, gỏi cuốn nữa hả? Gỏi cuốn các bạn. Đó, này được. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả chị? 9 giờ rưỡi chị bán rồi. 9 rưỡi bán, tới tối luôn không chị? Dạ. Đây tô bún nước lèo. Vậy là bún cái này mình bán được mấy đờ hả chị? Bán. Dạ. Tới đây thì ăn bún ngồi cái quán, ngồi cái bàn ngủ nữa các bạn, giống như là ở quê vậy đó. Mặc dù ở đây là thành phố Sóc Trăng. Đây mình sẽ ngồi đây nha. Bàn ngủ rất là thân thuộc. Ở đây cô chú anh chị các bạn, tô bún nước lèo đã xong. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Đó, có hẹ lên phía trên mặt nè. Rồi có tôm nè. Tôm đã lột sẵn luôn nên mình không cần phải lột nha. Rồi có miếng cá dài thòn luôn nè các bạn. Ở những cái tiệm bún bình thường khác thì em thấy cá này thì nó không có được dài là nhiều cá như thế này. Đó. Cộng bún thì nó bự hơn bình thường nữa nha. Bún thì nó hơi bự các bạn. Nước chấm thì có nước nước mắm ớt. Để mình thử coi. Cũng không có cay gì mấy các bạn ơi. Đó, ở đây bún này thì có thịt heo quay nữa nè. Đó, rất là ngon luôn. Được hai miếng thịt các bạn. Ồ, bốn miếng cá luôn. Bốn cá rất là bự luôn nha các bạn. Cá này nè, chấm với này là ngon lắm á. Rồi, em xin mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng em ăn bún nước lèo cây nhãn nha. Ăn miếng cá trước. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Sáng giờ em chưa ăn, đem để bụng lờ đây ăn bún nước lèo. Rất là thơm mùi cá lóc luôn các bạn. Cộng với mùi cay của ớt nữa. Nhưng mà ớt thì không có cay nhiều nha, cay ít thôi. Đem hấp thử nước nè. Và nước súp rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Có cái mùi của mùi mắm nhưng mà rất là nhẹ. Rồi mùi nước lèo các bạn. Nước lèo thì có cái củ gì em quên rồi ta. Nói chung là rất là thơm ngon á. Rồi, mời cả chú anh chị bạn cùng em ăn bún nha. Tôm nè. Cắp bún chung với tôm với cá. Sau đó chấm với nước mắm là ngon lắm luôn.
mùi cá với mùi tôm với lại mùi bún rồi mùi ghém nữa các bạn, rất là ngon. Ở đây một tô là 40 ngàn các bạn ạ. Có trứng nữa nè, trứng cá. Bún này ngon lắm các bạn. Cũng nổi tiếng ở Sóc Trăng. Cũng có nhiều quán bún giống nữa, nhưng mà ở đây nói quán bún cây nhãn thì ai cũng biết. Ai cũng biết là quán bún cây nhãn hết. Rất là ngon luôn các bạn. Cô chú anh chị một lần đến Sóc Trăng thì ghé quán bún này ăn nha, rất là ngon. Mình cảm thấy là nếu mà không đến đây không ăn bún thì rất là tiếc luôn á, tại bún rất là ngon luôn. Có lẽ đây là cái tô bún mà ngon nhất từ trước đến giờ em từng ăn đó. Có trứng cá nữa nè. Hồi xưa ăn trứng cá thì nghe nói bị nổ mụn á, nên hồi đó em không ăn trứng cá. Người ta chọc ăn trứng cá bị nổ mụn á, em hồi đó không, giờ không dám ăn, tới bây giờ mới ăn. Thịt heo quay nè. Ăn xong bún này chắc em về Tăng Huy Viên các bạn, để quay tất cả chú anh chị bạn xem bánh bía đây nữa nha, một đặc sản ở Sóc Trăng nữa. Bún rất là ngon luôn. Rồi tạm biệt quán bún cây nhãn nha, bây giờ em sẽ đi lại Tăng Huy Viên để quay bánh bía cho chú anh chị bạn, anh chị bạn cùng xem. Ở đây em đã tới được Tăng Huy Viên rồi nè, Tăng Huy Viên, chỗ làm bánh bía rất là nổi tiếng ở Sóc Trăng các bạn. Ngoài làm cái cảnh đẹp quá trời luôn nè. Để xe đâu vậy anh? Dạ dạ. Đây là Tăng Huy Viên các bạn. Xe khách tham quan. Bên đây là mô hình sản xuất bánh bía đó các bạn. Khu này rộng ghê luôn. Thưởng thức sản phẩm đặc trưng. Đó. Để xe chỗ này. À, đây là nơi trưng bày bánh bía đó các bạn. Ở trong bài hát miền Tây quê tôi á, thì có nhắc đến là bánh bía Vũng Thơm. Vũng Thơm là một cái làng nhỏ của tỉnh Sóc Trăng, là cái nôi của là cái nơi làm bánh bía. Trước kia thì các cái lò bánh bía bạn thì tập trung ở Vũng Thơm. Thì sau này do đường xá phát triển rồi du lịch nữa nên mọi người chỉ thích mua những cái bánh bía ở trục đường chính. Dần dần thì những cái lò bánh bía ở cái làng Vũng Thơm á thì giờ ra trục đường chính hết. Và sau này thì người ta chỉ nhắc đến là bánh bía Sóc Trăng thôi, chứ ít ai là mình nhắc đến là bánh bía Vũng Thơm lắm. Đây khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của bánh bía nè. Ở Sóc Trăng thì có khoảng hơn 50 lò bánh lớn nhỏ các bạn, nhưng mà nổi tiếng nhất là Tăng Huy Viên nè, Tăng Huy Viên bánh bía Lương Trăng, Lập Hưng, rồi Hiệp Thành, rồi Tăng Hưng nữa, rất là nhiều loại. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong để quay cho cả chú chị bạn cùng xem những cái loại bánh bía ở đây nha. Đây rất là nhiều loại bánh bía đó các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tăng Huy Viên. Bánh bía đây các bạn,
hay là giống bánh trung thu quá ta. Đây, một trứng 200g, bánh trung thu. Đây bạn, à, trung thu một trứng là 84.000. Một cái. Dạ. Bánh bía kia rồi. Bánh bía. Bánh bía này là túi quà, một túi là 360.000 các bạn. Hôm nay mọi người đi vô mua bánh bía rất là nhiều luôn nè. Bên đây là kẹo đậu phộng nè. Kẹo đậu phộng này là 55.000 các bạn. Còn đây là kẹo gạo lứt. Gạo lứt thì 40.000. Một hộp thì là 40.000 các bạn. À, kẹo này thì có trà bông nữa, đặc sản Sóc Trăng. Đó, nhìn cái hình nè, có trà bông phía trên nữa các bạn. Ở trong đây có, mình được vô tham quan quy trình làm bánh nữa, nhưng mà mình không có lên nha. Mình chỉ quay cho cả cô chú anh chị bạn xem cái trưng bày thôi. Wow, bánh bía kim sa bí đỏ các bạn. Bọc 12 cái 70.000. Bọc này là 12 cái các bạn. 480g 70.000. Đó. Kim sa bí đỏ. Tức là có cái hương bí đỏ trong này các bạn. Còn đây là kim sa bắp nè. Kim sa bắp tức là có cái mùi của bắp. Đủ loại luôn. Có rất nhiều loại bánh luôn các bạn. Bên đây là bánh hạt nhân me nè. Hạt nhân me thì 40.000. Hạnh nhân là 35.000. Đây các bạn, coi cái hình thôi nha. Rất là nhiều loại bánh bía. Đây là bánh bía trà bông bò. Một bọc như vậy là 110.000 các bạn. Trà bông có bò em đây nè. Ở ngoài tiệm bán các bạn thì mình thường thấy là một cái bánh 70.000 á thì có ít, rất ít là loại luôn. Mình ở đây thì thấy rất là nhiều loại bánh trong đây. 100 mấy, 300 mấy gì cũng có. Bánh ông xã. Đây nè bạn, một loại bánh mình cũng mới lần đầu thấy nè. Bánh bía thịt lạp. Giống như là lạp xưởng ta. Một cái này là 55.000 nha. Rất là nhiều bánh luôn các bạn ơi. Bánh bí sầu riêng. Đây bánh bí thịt lạp các bạn. 85.000. Mình sẽ mua cái này mình mở ra và cho quay cho tất cả chú các bạn xem bên trong cái bánh này nha.
Bên đây là khu ăn thử các bạn. Rất là nhiều loại luôn nè. Cái đứng đi ăn thử đồ, ăn thử ngon này, gì đây đây ăn dương cái chưa sắp thấm một miếng chưa thấm à? Đây đây các bạn, bánh này như gì em? Mè đen cho anh thử đi, nào cũng thử một miếng no luôn á đó. Đó bánh mè đen sầu riêng, lần đầu tiên gặp cái bánh có nhân màu đen luôn á, không biết màu đen. Cái màu đen nhưng mà mình ăn nó cũng giống như là cái màu khác các bạn, tại khác cái màu thôi chứ mùi vị thì cũng giống lắm. Đây có nhiều màu nè. Em ở đây là nhân gì em? À, đây là cái bánh anh mua. Nè bạn, cái bánh em mới vừa mua nè. Nó giống như là có lạp xưởng bên trong á. Em ơi, thịt lạp là nó có gì trong vậy? Thịt thịt với lạp xưởng hả? Em ăn này chưa? Chưa ăn nãy chưa hả? Này mời em nè. Sao vậy? Đây bạn, bánh bía có thịt lạp, tức là có thịt lạp xưởng bên trong á. Mời tất cả chú anh chị bạn em ăn bánh bía nha. Có thịt với lạp xưởng các bạn. Để mình qua bên kia mình quay cho mọi người xem một số loại bên đây nữa nha. Còn nữa nãy giờ mình đi chưa hết. Nguyên một thùng cho bá luôn. Đây bạn, bánh bía đậu phộng không trứng là 30.000. Qua cái này rẻ ta. Một bịch thì là có 30.000 à. Bánh bía chay các bạn. Bánh cũng có bánh mặn, bánh chay nữa nha. Bánh chay đó là không có trứng á. Bánh chay này là 55.000. Bánh đây cũng 55.000 luôn, bánh sầu riêng. Có rất là nhiều bao bì rất là đẹp. Hình như là bánh chay là có 55.000 không rồi các bạn. Cái này bánh dứa sầu riêng. Bên đây thì bán thịt khô. Khô bò. Khô bò bịch là 150.000 các bạn. Lạp xưởng bò là 140.000. Đến với thành phố Sóc Trăng thì có rất là nhiều món để chúng ta thưởng thức. Nhưng mà trong ngày hôm nay em có thời gian nên em chỉ quay được bún nước lèo, cây nhãn và bánh bía Tân Huy Viên thôi. Bánh bía Sóc Trăng. Trong ngày hôm nay thì em sử dụng số tiền của chú Thành Tho là 6.500.000, anh Nghĩa bên Mỹ là 3.530.000, anh Bình là 910.000 để phát gạo và trao cho những hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn chú và anh rất là nhiều. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đài Đón Giang của em.
Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong các video lần sau nha. Tăng Hay Viên, thành phố Sóc Trăng.